đốt mặt dưới trời. Con bà đốt bự vậy. Thank you.
chốt thì khỏi nói nhậu, chốt bình thường lắm. Còn ba cái chốt bự vậy. Chốt này ba bốn con là ngon rồi. Thank you.
Thank you.
quay tổng kết cho cả nhà xem ha. Bây giờ sáng giờ cả nhà mình đổi như đây cũng khoảng gần 10 kg cả nhà. Này là chài không, chài xong với mớ cây giăng lưới hả, cái này chài đó cả nhà thấy không, chài vô cá phi, cá lau kiến, cá chốt, cá lau kiến thì khỏi nói luôn cả nhà, có tôm nữa, có tôm nữa, chài có tôm nữa nha. Đó, cá chốt quá trời luôn nha. Rồi đổ thêm thêm cái lồ giăng lưới nữa nha, rồi khoảng 10 kg rồi nha. Ôi trời, kệ nó đi. Đó, phần đó là phần giăng lưới không á nha, giăng lưới cũng được 2-3 kg gì đó. Đó, thấy không, giăng lưới thì cá phi ngon ngon thôi nha. Đó, một bổ, một thao luôn nè, 10 kg rồi nha, cầm không hết tay luôn á. Rồi Tấn muốn kết thúc video tại đây nha. Video hơi dài cả nhà thông cảm nha, nhớ cho một like, một chia sẻ, một đăng ký nha.